sát thủ vàng từ nước ngoài xâm lấn đất Trung Quốc với tốc độ khủng khiếp, chính quyền nhiều địa phương ở Trung Quốc cảnh báo, nếu không kịp thời nhổ bỏ toàn bộ, loài cây mệnh danh sát thủ vàng có nguồn gốc từ Canada này sẽ gây họa lớn đối với ngành nông nghiệp của quốc gia tỷ dân. Vào mùa sinh sản, mỗi cây sát thủ vàng có thể rụng tới 20.000 hạt, khiến nông dân nhổ cây con mỏi tay không hết. Chính quyền nhiều địa phương ở Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tiêu diệt cúc hoàng Anh, loài thực vật xâm lấn từ Canada có khả năng thích nghi cực tốt và lấn át cây trồng bản địa. Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cúc hoàng Anh, loài hoa có màu vàng rực đẹp mắt, đang xâm lược nhiều diện tích đất đai nước này. Tốc độ sinh trưởng và phát triển cực tốt khiến cúc hoàng Anh trở thành mối đe dọa lớn đối với nhiều tỉnh thành thâm canh cây lúa ở Trung Quốc. Li Jiamei, giáo sư thực vật học tại Đại học Nông nghiệp Hà Nam, lo ngại, nhiều thành phố chạy dọc sông Hoàng Hà, được mệnh danh là vựa lúa của Trung Quốc như Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải đã phát hiện sự xâm lăng của cúc hoàng Anh. Theo Hoàn Cầu, giáo sư Li cho hay, cúc hoàng Anh được mệnh danh là sát thủ vàng vì có xu hướng cạnh tranh với cây trồng bản địa ở Trung Quốc về chất dinh dưỡng và nước, không loài cây nào có thể sống sót ở những nơi bị cúc hoàng Anh bao phủ. Ông Li nói, cúc hoàng Anh du nhập từ Canada vào Trung Quốc từ năm 1930 và được trồng làm cảnh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cúc hoàng Anh bị liệt vào nhóm thực vật xâm lấn cần bị tiêu diệt. Chúng phủ kín các vành đai xanh ở đô thị, đường cao tốc và xâm chiếm những khu đất bỏ hoang ở nông thôn. Cúc hoàng Anh đặc biệt nguy hiểm khi xuất hiện ở ruộng lúa hoặc rau màu. Mỗi cây cúc hoàng Anh có thể rụng tới 20.000 hạt để mở rộng địa bàn sinh trưởng. Ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền thành phố mới đây ghi nhận việc cúc hoàng Anh xuất hiện trở lại chỉ 3 ngày sau khi được báo cáo là đã bị tận diệt. Cúc hoàng Anh là loài thực vật xâm lấn khét tiếng nhất Trung Quốc. Khả năng sinh trưởng, sinh sản mạnh mẽ của chúng phá vỡ sự ổn định của mọi hệ sinh thái. Bất kỳ địa phương nào cũng cần nhanh chóng xóa sổ chúng. Hu Cai, phó giáo sư nông nghiệp tại Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên khuyến cáo, ở Thượng Hải, 30 loài thực vật bản địa đã biến mất do sự xâm lấn của cúc hoàng Anh, theo Hoàn Cầu. Ở Trung Quốc có hơn 660 loài thực vật xâm lấn có hại, trong đó cúc hoàng Anh là loại cây gây lo ngại nhất. Chưa có biện pháp nào thực sự hiệu quả để ngăn chặn tốc độ bao phủ khủng khiếp của cúc hoàng Anh. Cách tiêu diệt duy nhất hiện tại là nhổ và đốt chúng. Điều cần làm nhất lúc này có lẽ là giáo dục ý thức cộng đồng. Công chúng cần nhận thức tầm quan trọng của việc tiêu diệt các loài thực vật xâm lấn có hại và kịp thời báo cáo cho chính quyền xử lý. Trung Quốc cũng cần có thêm nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng tác hại của cúc hoàng Anh và tìm ra giải pháp công nghệ mới để quản lý loài thực vật này. Ông Hu nói.